Microsoft Office và đây là biểu tượng Excel ở trong bộ cà Microsoft Office nó có thể khác đi một chút nhưng mà đặc trưng của nó là biểu tượng chữ X ở trong hình nền màu xanh thì đây là biểu tượng của Excel và trong bài học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái thao tác cơ bản khi chúng ta bắt đầu sử dụng Excel đầu tiên là chúng ta có thể kích đúp vào cái biểu tượng này để mở ứng dụng Excel lên thì đây là giao diện đầu tiên khi chúng ta bắt đầu làm việc với Excel nó là một dạng giao diện chào mừng. Với giao diện này, Excel sẽ gợi ý chúng ta một số nội dung như sau này. Thứ nhất là bạn có thể tạo một cái file Excel mới. Nó được gọi là blank workbook. Tiếp theo phía bên dưới này là những cái file mà gần đây bạn đã mở và bạn hoàn toàn có thể chọn một cái file bất kỳ để bạn mở lại file đó ra. Và khi chúng ta mới bắt đầu tìm hiểu về Excel thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách mở một file Excel trắng, một file Excel mới thì chúng ta có thể chọn là blank workbook thì đây là giao diện của một file Excel mới nó trắng tinh và trong một file Excel mới thì có cái gì thứ nhất là các bạn có thể để ý ở phía bên dưới có chữ sheet 1 thì sheet này các bạn hiểu rằng nó là một thành phần ở trong một file Excel file Excel được gọi là một workbook nó giống như một quyển sách vậy và mỗi một sheet này tương ứng với một trang sách các bạn hình dung là bạn có thể có rất nhiều sheet bằng cách tạo mới thêm các sheet khác vẫn nằm trong một ô này. Bạn có một quyển sách, quyển sách đó có thể có một trang, hai trang hoặc nhiều trang tùy theo cái nhu cầu sử dụng của bạn. Bạn có thể thêm mới hoặc là sửa xóa các sheet này thoải mái. Tiếp theo là ở trong mỗi một sheet thì bạn sẽ có một cái mạng lưới gồm rất nhiều ô liên quan tới các hàng được đánh số từ 1 2 3 4 5 6 và tăng dần. Các cột được đánh theo ký tự chữ cái A B C D E và nó cũng tăng dần. Giao điểm của mỗi một hàng, cột thì được gọi là một ô và trong một ô này sẽ là nơi để bạn có thể nhập dữ liệu. Và phía trên, chúng ta sẽ có một phần là thanh công cụ của Excel, nơi chứa các cái công cụ để giúp chúng ta có thể làm việc ở bên trong Excel. Trong thanh công cụ này thì có rất là nhiều thẻ thẻ file này, thẻ home này, thẻ insert, thẻ play out, formula, data hoặc là review, view thì trong mỗi một thẻ này đều có chứa những cái công cụ khác nhau. Các công cụ này được phân thành các nhóm để giúp cho chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm hoặc là dễ nhớ trong cái quá trình chúng ta làm việc. Bởi vì trong Excel thì có rất là nhiều công cụ. Vì vậy để giúp cho người dùng có thể sử dụng nhanh hơn, dễ nhớ hơn thì những người thiết kế trên những Excel họ đã phân nhóm các cái công cụ này vào theo từng nhóm một. Mỗi một thẻ sẽ có các nhóm và trong các nhóm sẽ có rất nhiều cái công cụ nhỏ chi tiết ở bên trong. Mỗi một nội dung này là một công cụ. Và chúng ta sẽ có thẻ file để quay trở về cái giao diện màn hình ban đầu của Excel. Và trong giao diện thẻ file này thì sẽ có một số chức năng chúng ta có thể làm việc được Ví dụ như là bạn có thể tạo thêm mới một file Excel khác này Hoặc là bạn có thể mở một file Excel đã có này Rồi bạn lưu cái file Excel đang sử dụng này để lưu trữ nó lại Hoặc in nội dung ở bên trong file Excel ra Đó. Có rất nhiều nội dung bạn có thể làm việc được với một notebook Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Hẹn gặp lại các bạn ở trong những nội dung tiếp theo